Ngọc Duy xin gửi đến quý vị bộ truyện Công Thật Bảo, Cuộc vô lưu của Alex Ryder Của nhà văn Anthony Horowitz Xin mời quý vị cùng đón nghe Báo tàng Khi chuông cửa reo vào lúc 3 giờ sáng Thì đó chẳng bao giờ là tin tốt lành Alex bị tiếng chuông đầu tiên đánh thức Cậu bé mở mắt Nhưng chỉ trong thoáng chốc vì cậu Vẫn hoàn toàn nằm im Lưng vẫn rắn xuống giường Còn đầu thì vẫn không rời khỏi gối Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa buồn ngủ mở ra và tiếng cọt kẹt khi có người bước xuống chiếc cầu thang bằng gỗ. Trung reo lần thứ hai, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức phát sáng bên cạnh mình. Có tiếng lại cạch tháo xích an toàn ở cửa trước. Alex lăn ra khỏi giường, bước đến bên chiếc cửa sổ đang mở. Đôi chân trần của cậu hằn xuống tấm thảm. anh chân tràn lên ngực và hai vai cậu bé. Alex đang ở tuổi mười bốn trông khá cường tráng với thân hình của một vận động viên. Cậu bé có đôi mắt màu nâu nghiêm nghị, tóc cắt ngắn, chỉ giữ lại hai lọn giày bồng bềnh trước chắn rất đẹp. Cậu đứng yên lặng một lát, nửa mình khuất trong bóng tối, nhìn ra ngoài. Có một chiếc xe cảnh sát đậu bên lề đường. Từ cửa sổ tầng 2, Alex nhìn thấy số ký hiệu màu đen trên mui xe và trên mũ của hai người đàn ông đang đứng trước cửa. Đèn hành lang bật sáng Cùng lúc với cánh cửa mở ra Bà Ryder Không Tôi là quản gia Gì thế Đã xảy ra chuyện gì à Đây là nhà ông Lon Ryder Vâng Chúng tôi có thể vào được chứ Và Alex đã hiểu Cậu hiểu ra từ việc có viên cảnh sát đứng đó Bối rối và buồn bã Sau đó Cậu còn cảm nhận được cả âm điệu trong giọng nói của họ Kiều giọng mà người ta hay dùng để thông báo với bạn rằng một người thân của bạn vừa mới qua đời giọng báo tang cậu tiến lại phía cửa phòng và mở nó ra Loáng thoáng một số lời lẽ của hai viên cảnh sát đang trao đổi ở phòng lớn lọt vào tai cậu một tai nạn xe hơi đã gọi cứu thương săn sóc đặc biệt không một ai có thể làm được gì rất rấy làm tiếc vài tiếng đồng hồ sau Ngồi trong gian nhà bếp, dõi mắt theo những tia nắng nhợt nhạt của buổi sáng đang chậm rãi trải trên con đường phía tây London, là điều mà Alex có thể làm để nhận thức xem điều gì đã xảy ra. Bác của cậu, landroider đã chết. Trên đường lái xe về nhà, tại bùng binh Old Street, xe hơi của ông bị một chiếc xe tải tông vào và ông đã thắt thở gần như ngay tức thì. Ông không thắt dây an toàn, cảnh sát cho hay chứ nếu không thì có thể ông đã có cơ hội sống sót rồi. Alice nghĩ về người bắt ruột thịt duy nhất với tất cả những gì mà cậu có thể nhớ được. Cậu chẳng biết gì về bố mẹ mình, cả hai đều đã chết trong một tai nạn khác, một vụ rơi máy bay chỉ vài tuần sau khi cậu ra đời. Cậu được người anh của bố nuôi dưỡng, không bao giờ là bác Landroider rất ghét từ đó và họ đã cùng trải qua 14 năm chung sống dưới một mái nhà liên kế tại Chelsea, London. Tòa lạc giữa một bên là con đường Kingsworth và một bên là con sông. Hai bác cháu lúc nào cũng cuốn quýt bên nhau. Alex nhớ lại những ngày hè. Họ đã cùng nhau chơi các môn thể thao, cùng nhau thưởng thức những bộ phim. Hai người họ không chỉ là họ hàng thân thích, mà còn là những người bạn của nhau chẳng thể nào tưởng tượng nổi là có ngày cậu sẽ không bao giờ còn được trông thấy bác không được nghe tiếng bác cười hay không còn được nhìn thấy hai cánh tay vặn vào nhau của bác mỗi khi ông giúp cậu giải các bài tập khoa học ở nhà alice thở dài cô đấu tranh chống lại nỗi đau thương đang tràn ngập trong lòng tuy nhiên điều khiến cho cậu bé phiền muộn chính là vì cậu chợt nhận ra rằng mình hiểu về bác quá ít người ta bảo alex trông giống người bác như đúc Landrider, rider một giám đốc ngân hàng rất hay đi công tác đó là một người đàn ông trầm lặng kín đáo thích rượu vang nhạc cổ điển và đọc sách dường như ông không có bạn gái đúng hơn là ông không có bạn ông luôn điều độ chẳng bao giờ hút thuốc hay mặc đồ đắt tiền nhưng như thế thì chưa đủ đó không phải là bức chân dung của một cuộc đời mà chỉ là một bức chân dung được phát họa sơ sài. Cháu ổn chứ, Alice Một người phụ nữ trẻ bước vào phòng. Cô gần 30 tuổi, có một mái tóc rậm mày đỏ và một khuôn mặt tròn, trông như trẻ nít. Jack Stapwai là người Mỹ. Cách đây 7 năm, cô đến London khi hãy còn là một sinh viên và thuê một phòng ở trong nhà. Để đáp lại, cô làm việc nhà và trông trẻ, vậy là nghiễm nhiên cô trở thành một quản gia, cũng là một trong những người bạn thân nhất của Alex. Thỉnh thoảng cậu bé cứ tự hỏi Jack là tên gọi tắt của cái gì? Jackie, Jack Queen. Cả hai tên ấy đều thích hợp cả, và mặc dù đã có lần cậu lân la hỏi, người quản gia cũng chẳng bao giờ hé môi. Alex gật đầu, cô nghĩ điều gì sẽ xảy đến? Cậu bé hỏi, cháu muốn nói đến cái gì? Đến cái nhà, Đến cháu, đến cô Cô không biết nữa Người quản gia nhún vai, nói Cô nghĩ là Lan có để lại trục thư Có thể ông ấy có để lại những chỉ dẫn Hay chúng ta tạt qua văn phòng bác ấy đi Ừ, nhưng không phải hôm nay, Alex Chúng ta hãy làm điều đó sau Văn phòng của Lan là một căn phòng dạy dọc cả tòa nhà Nằm ở tầng cao nhất Đó là căn phòng duy nhất luôn luôn khóa Alex từng vào đó ba bốn lần, nhưng chưa bao giờ tự ý vào cả. Hồi còn nhỏ, cậu mơ màng cho rằng trong đó có vật lạ, một cỗ máy thời gian hay là một cái đĩa bay chẳng hạn. Thực ra, nó chỉ đơn thuần là một văn phòng với bàn, tủ đựng hồ sơ, những kệ đầy giấy và sách, một đống. Lan hay nói thế, gì thì gì, Alex vẫn muốn đến đó ngay. Cảnh sát cho biết bác Lan không thắt dây an toàn. Alex quay sang nhìn Jack, người quản gia gật đầu. Ừ, cảnh sát đã nói như vậy. Điều đó không làm cho cô ngạc nhiên sao? Cô cũng biết bác ấy là một người cẩn thận như thế nào cơ mà. Bác luôn luôn thắt dây an toàn. Bác có bao giờ chờ cháu đi quanh phố mà lại không thắt dây an toàn cho cháu đâu? Jack suy nghĩ một lát rồi nhún vai nói: Ừ, lạ thật. Nhưng mà chỉ có cách đó thôi, tại sao cảnh sát lại phải nói dối chứ? Ngày dài nặng nề trôi đi, Alex không đến trường. Mặc dù trong lòng cậu bé rất muốn, cậu muốn trở lại cuộc sống bình thường, cuộc sống có tiếng chuông lanh lành, có đám đông, như gương mặt của thân thuộc, thay vì phải ngồi đây, bó gối trong nhà để đón khách suốt buổi sáng và cả lúc nghỉ ngơi buổi chiều. Bọn họ có năm người, một luật sư chẳng biết gì về di trúc, nhưng xem ra có nhiệm vụ tổ chức đám tang. Một giám đốc công ty mai táng được nguyên luật sư giới thiệu. Một mục sư có dáng người cao đứng tuổi. Có vẻ phật ý khi thấy mắt Alex ráo hoành. Một người hàng xóm bên kia đường. Làm sao mà bà ấy biết được có người chết nhỉ? Cuối cùng là một người đàn ông ở ngân hàng. Tất cả chúng tôi ở Rojan và General vô cùng sừng sốt Ông ta nói, trông ông ta độ khoảng 30 tuổi, mặc đồ côm lê bằng vải polyester, thắt chiếc cà vạt hiệu Mark Spencer. Ông ta có gương mặt mà người đối diện sẽ quên ngay cả khi đang nhìn vào. Ông ta tự giới thiệu mình là Crowley, thuộc phòng nhân sự và nói tiếp. Có điều gì mà chúng tôi có thể làm được? Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây lần thứ hai trong ngày? Alex hỏi. Cậu không phải lo lắng Crowley nói Ngân hàng sẽ lo mọi thứ Công việc của tôi mà Cậu cứ để mọi chuyện đó cho tôi Ngày rồi cũng trôi qua Alex đã giết thời giờ bằng cách đánh vài trái bi trên bàn pizza của bác cậu. Sau đó, cậu bé hơi cảm thấy có lỗi khi bị chắc bắt gặp. Nhưng cậu còn có thể làm được gì khác kia chứ? Người quản gia đưa Alex đến tiệm Burger King. Cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm khi ra khỏi nhà, xong hai người chỉ nói chuyện nhát gừng với nhau. Alex đoán chắc sẽ phải trở về Mỹ, tất nhiên cô không thể ở lại London mãi được. Và như vậy thì ai sẽ chăm sóc cậu? Ở tuổi 14, cậu vẫn còn quá nhỏ để tự lo cho mình. Cậu bé không muốn nói về cái tương lai trông tranh của mình. Cậu không muốn nói gì cả. Và ngày tăng lễ cũng đã tới, Alex tự mình tìm lấy áo phép tông, mặc vào cùng với một cái quần những kẻ sậm màu. Chuẩn bị bước lên chiếc xe hơi sơn đen chẳng biết ở đâu ra, đang bị vây quanh bởi những người mà cậu chưa hề biết mặt. Landrider sẽ được mai táng tại Nghĩa Trang Crompton, trên đường Fulham, trong bóng mát ở sân đá bóng Chelsea. Alex được báo cho biết nơi cậu sẽ đến vào chiều thứ tư ấm áp đó khoảng ba mươi người đã đến từ trước, nhưng cậu khó lòng nhận ra bất kỳ ai trong số họ. Huyệt mộ đã được đào sẵn nằm gần con đường nhỏ chạy dọc theo nghĩa trang, và khi nghi lễ bắt đầu, một chiếc Rolls-Royce đem dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Alex quan sát người mới tới khi ông ta tiến lên phía trước rồi dừng lại. Cậu bé rùng mình. Có cái gì đó ở người đàn ông này làm cậu nổi gai ốc. Thực ra người đàn ông trông cũng thường thôi. Ông ta mặc bộ com lê màu xám, tóc hoa râm, môi xám và mắt cũng xám. Gương mặt ông ta lành lạnh, đôi mắt ẩn sau cặp kính vuông màu thép súng. Nó hoàn toàn vô hồn. Có lẽ đó là điều khiến Alice lo ngại. Dù ông ta là ai, trông ông ta cũng có vẻ thiếu sinh khí hơn bất cứ người nào đang hiện diện ở Nghĩa Trang. Dù là ở trên hay ở dưới mặt đất, có ai đó vỗ nhẹ vào vai Alice. Cậu quay ra và nhận ra ông Crowley đang nghiêng nghiêng về phía mình. Ông Blun đó, người quản lý nhân sự thì thào, ông ta là chủ tịch ngân hàng. Đôi mắt Alice lướt qua ông Blun và dừng lại ở chiếc Rolls Royce. Có hai người đàn ông nữa đi cùng ông ta, một người trong số họ là lái xe. Cả hai đều mặc bộ com lê giống nhau, đều đeo kính râm mặc dù hôm ấy không phải là ngày có nắng họ cùng quan sát lễ tang với gương mặt dữ tận đầy sát khí alice hết nhìn họ rồi nhìn tới ông Plun, rồi những người khác thực sự họ biết lan roi đời sao tại sao trước đây cậu chưa hề gặp bất cứ ai trong số họ và tại sao cậu thấy khó mà tin được bọn họ thực chất có làm việc trong nhà băng một người tốt bụng một người yêu nước ông sẽ được nhớ tới vì mục sư đã hoàn tất bài kinh rửa tội của mình. Cách dùng từ của ông khiến Alex cảm thấy kỳ quặc. Yêu nước ư, nghĩa là bác yêu đất nước của mình. Theo tất cả những gì mà cậu biết, thì Lan rất ít khi ở trong nước. Dĩ nhiên, bác chưa bao giờ là người giơ tay chào quốc kỳ anh. Cậu nhìn quanh, mong tìm thấy chắc, nhưng không thấy. Thay vào đó, cậu lại thấy ông blun đang tiến về phía mình bước dè dặt vòng quanh ngôi mộ. Hắn cậu là Alex, ông chủ tịch ngân hàng chỉ cao hơn cậu bé một chút. Khi ông ta tới gần hơn, cậu thấy màu da của ông thật khác thường, nó giống như được làm bằng chất dẻo. Ông ta nói tiếp, tôi là Alan Plun, bác của cậu hay kể về cậu lắm. Ngộ thật, Alex lên tiếng, thế mà bác ấy lại chưa bao giờ nói về ông cả. Đôi môi xám giật giật, buông ra những lời vắn tóc chúng tôi sẽ nhớ đến bác của cậu ông ấy là người tốt bác ấy tốt về chuyện gì ạ à? alice hỏi bác ấy chưa bao giờ nói về công việc của mình thình lình Crowley xuất hiện ông ta đáp lời cậu bé alice bác của cậu là giám đốc tài chính hải ngoại ông ấy có trách nhiệm đối với các chi nhánh của chúng tôi ở nước ngoài cậu phải biết điều đó cháu biết bác ấy hay đi nhiều Alice nói, cháu còn biết bác ấy rất cẩn thận về mọi việc, kể cả việc thắt dây an toàn. À, đáng buồn là ông ấy đã không đủ cẩn thận. Đôi mắt ông Blunt qua tròng kính dày trở nên to hơn, rọi thẳng vào mặt cậu bé trong thoáng chốc. Alice cảm thấy như bị ghim cứng lại, tựa như con côn trùng đang nằm dưới kính hiển vi. Ông Blunt tiếp tục nói, tôi hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại thế nhé. Nói rồi ông ta dùng ngón tay xám, ngéo quệt nhẹ vào má cậu bé, đoạn quay gót đi thẳng ra xe. Mọi việc đã diễn ra như thế đấy. Khi ông lân tiến về chiếc Rolls Royce, người tài xế khom người mở cửa sau và áo vest của gã đã hé mở, để lộ chiếc sơ mi trắng phẳng phiêu bên trong. Có một vật màu đen tương phản với nó và ánh mắt của Alex đã bắt gặp cái vật ấy. Người đàn ông đeo một bao súng bằng da, bên trong đó là khẩu súng lục tự động. Nhận ra điều này, gã lái xe lập tức đứng thẳng lên, kéo áo vết trong che kín lại. Plon cũng đã nhìn thấy, ông ta quay lại nhìn trở ngược vào mặt Alice, một cảm xúc rất kín đáo thoáng hiện trên gương mặt ông ta. Sau đó, ông ta vào xe, cánh cửa xe đóng lại và ông ta đi khỏi. Một khẩu súng tại đám tang alex nghĩ sao thế nhỉ tại sao chủ tịch ngân hàng lại phải mang súng chúng ta rời khỏi đây đi jack đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu bé nói không khí nghĩa trang làm cho cô sợ vâng đúng là có một số điều đáng sợ đang kéo đến alex thì thầm jack và alex yên lặng quay trở về nhà chiếc xe hơi đưa họ đến lễ tang vẫn còn đang đợi nhưng họ thích ở ngoài trời hơn Họ đi bộ khoảng 15 phút và khi rẽ vào góc phố dẫn ra con đường có ngôi nhà của mình. Alex chú ý đến một chiếc xe vật tải đang đậu trước cửa nhà. Một bên xe có sơn dòng chữ Stryker Enson. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu bé tự hỏi. Ngay lúc đó, chiếc xe khởi hành, bánh xe lướt đi trên mặt đường. Alex vẫn im lặng khi chết mở khóa cửa. Bước vào trong, lúc người quản gia vào bếp pha trà cậu bé đảo mắt nhìn quanh nhà bức thư từng nằm trên bàn phòng khách giờ đang nằm ở trên thảm một cánh cửa vốn được hé mở một nửa thì giờ nó đã bị đóng lại những chi tiết thật lặt vặt song đôi mắt của alice lại không bỏ sót một thứ gì có ai đó đã ở trong nhà cậu gần như chắc chắn điều đó thật ra cho đến khi đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà cậu vẫn chưa chắc chắn lắm cánh cửa văn phòng vẫn luôn luôn, luôn luôn khóa. Nhưng giờ thì không còn khóa nữa. Alex mở cửa, bước vào trong. Căn phòng trống rỗng, Landrider đã ra đi, và mọi thứ khác cũng thế. Các ngân kéo bàn làm việc, tù giả, kệ sách. Bất kỳ thứ gì dính dáng tới công việc của người đã khuất đều bị mang đi. Bất kỳ sự thật nào về quá khứ của bác cậu đều đã bị ai đó xóa sạch thiên đường của xe hơi nắng đã lên trước mặt alice là chiếc cầu Hammersmith smith cậu bé đạp xe lên cầu băng qua sông đổ dốc xuống đồi để đến trường brooklyn chiếc xe đạp hiệu condor junior rodcrater mà alice đang cưỡi vốn được đặt làm riêng cho cậu nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 đây là đích thực là loại xe đạp dành cho thanh thiếu niên với khung xe hiệu renault 531 đã được làm ngắn lại. Các bánh xe được giữ nguyên kích cỡ. Nhờ đó, cậu có thể dễ dàng qua mặt được các loại xe khác. Alex nhẹ nhàng vượt qua một chiếc xe chở hàng, rồi rẽ vào trường. Nếu có ngày phải xa rời chiếc xe, hẳn cậu bé sẽ buồn lắm. Chẳng gì thì chiếc xe cũng đã gắn bó với Alex được hai năm rồi. Cậu cho xe vào bãi, khóa đôi cẩn thận rồi ra sân. Brooklyn là ngôi trường hiện đại. Tất cả đều được xây bằng gạch đỏ, nhưng trong mắt Alex, nó chẳng đẹp chút nào. Lẽ ra, cậu bé đã có thể đến học ở một trong các trường tư khách quanh Casey. Thế nhưng ông bác Landrider lại quyết định gửi cậu ở đây. Ông bảo học ở đây sẽ được thử thách nhiều hơn. Môn học đầu tiên trong ngày là đại số. Alex vừa bước vào lớp học, đã thấy thầy Donovan viết lên bảng một phương trình phức tạp phòng học thật nóng bức nắng ùa vào cửa sổ soi chiếu khắp phòng lẽ ra các kiến trúc sư phải sớm biết trước điều này mới phải khi đã ngồi vào bàn ở gần vị trí cuối lớp alex tự hỏi làm sao có thể để tâm vào bài học được làm sao cậu có thể nghĩ về môn đại số trong khi đang có quá nhiều câu hỏi làm cho đầu óc cậu rối mù khẩu súng ở đám tang ông bác cái kiểu nhìn cậu của ông Blunt, chiếc xe tải có một bên sơn dòng chữ Stryker Enson, văn phòng trống rỗng, nhưng điều kỳ cục nhất, điều mà hầu như chẳng có ai lưu tâm, đó là sợi dây an toàn. Bác Lan Rider mà lại không thắt dây an toàn, ư. Chẳng thể nào bác lại quên điều ấy. Bác Lan Rider cũng không bao giờ mắng mỏ ai. Có chăng, bác chỉ nhắc Alice muốn một điều là phải nhớ thắt dây an toàn thôi. Bác luôn dạy Alice phải biết tự quyết định lên mọi việc. Càng nghĩ về điều này, Alice lại càng không tin về vụ đụng xe đã xảy ra ở ngay giữa lòng thành phố. Cậu bé bỗng ao ước được nhìn thấy chiếc xe hơi. Ít ra thì đống sắt vụn ấy cũng có thể cho cậu biết là vụ tai nạn khiến bác Lan Ryder phải thiệt mạng thực sự đã diễn ra như thế nào. Alice Alice ngước lên, và nhận ra mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Thầy Donovan vừa bảo cậu một điều gì đó. Cậu bé lướt nhân mắt lên bảng, chỗ có mấy con số. Dạ, thưa thầy, cậu phát biểu. X bằng 7, còn Y thì bằng 15. Thầy giáo dạy toán thở dài. Được rồi, Alex, em hoàn toàn chính xác, nhưng mà thầy chỉ muốn nhờ em mở cửa sổ thôi cuối cùng thì cậu bé cũng đã kiểm soát được những suy nghĩ của mình cậu quyết định gác chúng lại cho đến giờ nghỉ và lúc tiếng chuông vang lên đầu óc cậu lập tức bừng tỉnh trong khi mọi người đang ùa ra khỏi trường thì alex lại đi đến phòng thư ký hỏi mượn bản sao của những trang vàng em tìm gì thế người thư ký hỏi cậu cô prestozsur đặc biệt thích alex bãi chứa xe hơi phế thải Alice trả lời, tay búng nhẹ vào quyển sách và hỏi. Nếu xe hơi bị tông gần bùng binh, Old Street, người ta sẽ phải mang nó đến một nơi nào gần đấy, phải không ạ? Cô cũng cho là thế. Đây rồi, Alice đã tìm thấy danh sách sân bãi trong một bãi chứa xe hơi bị tai nạn. Thế nhưng lại có đến hàng tá cái tên hiện lên trên hơn bốn trang giấy. Là công trình cấp trường Hạ em? Cô thư ký hỏi. Cô có biết tin Alice vừa mất người thân nhưng không biết là mất trong trường hợp nào. Chỉ phần nào thôi, cô. Miệng nói, mắt Alice vất dán vào các địa chỉ nhưng chúng chẳng nói lên được điều gì cả. Nơi này gần On Street quá. Cô Bishoster chỉ vào một góc giấy nói. Khoan. Alice giật lấy quyển sách nhìn chăm chăm vào một địa chỉ nằm bên dưới cái địa chỉ mà cô thư ký vừa chỉ cho cậu. George B. Stryker, thu dọn ô tô phế thải, thiên đường của xe hơi, hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay. Nơi đó là Vauxhall. Cô Beth nói, không xa đây lắm đâu. Em biết rồi. Quan trọng là Alice đã nhận ra cái tên George B. Stryker. Cậu bé nhớ lại chiếc xe tải đậu trước cửa nhà vào hôm tổ chức tăng lễ. Stryker Ensign dĩ nhiên là có thể trùng hợp nhưng cũng phải có nơi nào đó để bắt đầu tiến hành điều tra chứ. Cậu gặp quyển sách lại. Hẹn lặp lại cô nhé, cô biết Cẩn thận nhé em. Cô biết nhìn theo bóng Alice, không biết tại sao mình lại nói thế. Có lẽ là do đôi mắt của cậu bé, u ám và nghiêm nghị, ẩn chứa một điều gì đó không mấy bình yên. chung điện thoại reo, người thư ký quên ngay cậu bé để trở về với công việc của mình trát Bay striker là bãi đất hoang nằm ngay sau đường ray xe lửa của nhà ga waterloo bãi xe hơi phế thải này được bao bọc bởi một bức tường cao trên cùng có găm các mảnh thủy tinh và trăng những vòng thép gai do hai cánh cửa cổng bằng gỗ chỉ khép hờ nên từ phía đường bên kia alex vẫn có thể nhìn thấy được căn nhà xưởng có một ô cửa sổ chống đạn. Cách đó một chút là rất nhiều xác xe hơi cùng những chiếc xe hơi khác đã bị bể. Vật dụng nào còn dùng được đều bị tháo ra, chỉ còn lại những khung xe rỉ sét được xếp chồng lên nhau chuẩn bị đưa vào máy nghiền. Một người bảo vệ đang đứng ở phía mặt tiền căn nhà xưởng đọc báo. Xa hơn là một xe ủi đất đang nổ máy ầm ầm, tiến lại phía chiếc xe Ford Taurus méo mó chiếc lưỡi câu rộng bản bằng kim loại của xe ủi đập mạnh vào cửa xe, móc chiếc Ford Taurus lên, mang đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong sưởng, khiến người bảo vệ phải bước vào trong để nhấc ống nghe. Như vậy là quá đủ cho Alice, cậu bé dắt xe đạp lao nhanh qua cổng. Alice nhận ra mình đang đứng giữa một bãi hoang tàn bẩn thỉu. Mùi dầu diesel nồng nặc trong không khí còn tiếng động cơ thì inh ỏi điếc cả tai. Alex trông thấy chiếc cần cẩu bổ vào một trong số những chiếc xe hơi, giữ lấy nó bằng chiếc kềm kim loại, rồi thả xuống mấy nghiền. Chỉ là một loáng sau, chiếc xe hơi đã nằm trên cặp giá đỡ. Cái giá đỡ từ từ nâng lên rồi buông xuống chiếc xe hơi và lòng máng. Người thợ điều khiển đang ngồi trong buồng lái bao quanh bằng kính, đưa tay nhấn nút tức thì một đám khói đen bay ra, giá đỡ, đóng kín lại. Giữ chiếc xe hơi trong đó, một tiếng rít chói tai vang lên khi chiếc xe hơi bị ép lại, cho đến lúc kích thước của nó chỉ còn bằng một tấm thảm đã cuộn. Người thợ gạt cần điều khiển, chiếc xe hơi bị chèn bật ra. Lúc này, nó trông không khác gì một ống kem đánh răng bằng kim loại và bị một lưỡi dao nằm ẩn trong máy chặt nhỏ những miếng kim loại văng ra tứ tung trên mặt đất. Alex dựng xe vào tường, chạy sâu vào hơn, khom người nấp sau đống gạch vụn, giữa tiếng gầm rú của động cơ. Chẳng ai có thể nghe được tiếng động của Alex, thế nên cậu bé chỉ sợ bị người ta nhìn thấy mình thôi. Cậu dừng lại để thở, đưa bàn tay cáu bẩn lên che mặt. Khói diesel làm cậu chảy cả nước mắt không khí ở đây dơ bẩn cũng y như mặt đất dưới chân cậu vậy. Alex bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đến đây. Đột nhiên cậu nhìn thấy nó, chiếc BMW của bác Landroider đang ở cách cậu 10 mét, đậu riêng biệt so với các xe khác. Thoáng nhìn thôi cũng đủ biết nó vẫn bình thường, thậm chí phần thân xe màu bạc chẳng có lấy một vết xước. Như vậy chẳng thể nào một chiếc xe ấy lại có liên quan đến một vụ tai nạn chết người do tông vào xe tải hay vào bất cứ thứ gì khác. Rõ ràng đó là một chiếc xe của bác cậu. Alex nhận ra bảng số xe. Cậu bé vội vã tiến lại gần chiếc xe hơn và giờ thì cậu đã có thể nhận ra là nó bị hủy hoại như thế nào. Kính chắn gió và các ô cửa kính bên phía người lái xe bị đập vỡ. Alex cảm thấy ơn lạnh Landrider rider không hề chết vì tai nạn nào cả bác chết vì lý do gì đã quá rõ ràng ngay cả người chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng đó cũng biết một luồng đạn đã nã vào xe vết đạn chỉ nằm toàn bên chỗ người lái đạn đã làm bể bánh trước làm vỡ kính chắn gió các ô cửa bên hông xe và quét qua cả những tấm pano alice lướt vào ngón tay đan qua các lỗ đạn bề mặt kim loại làm da thịt cậu bé lạnh ngắt alice mở cửa xe nhìn vào trong hàng ghế trước được bọc da có màu xám nhạt giờ phủ đầy mảnh kính vỡ cùng những mảnh màng màu nâu sậm cậu bé không cần thắc mắc những vết màu đó là gì cậu có thể hiểu tất cả mọi thứ một loạt đạn bắn ra từ súng máy những viên đạn bay thẳng vào xe hơi và bác lăn rider của cậu co giật sau tay lái nhưng tại sao tại sao lại phải giết một giám đốc ngân hàng tại sao người ta lại che đậy cho tên sát nhân đêm đó chính cảnh sát đã đến báo tin như vậy là họ phải biết chuyện này họ cố tình nói dối ư nhưng điều này thật không thể hiểu nổi lẽ ra anh vã phải tống khứ nó đi từ hai ngày trước rồi chứ bây giờ thì làm đi hình như các động cơ đã ngưng hoạt động nếu không gian không đột nhiên trở nên tĩnh lặng thì alex đã không thể nghe tiếng người đang bước lại gần nhanh như cắt cậu đảo mắt nhìn qua tay lái rồi chuyển sang chỗ khác có hai người đàn ông cả hai đều mặc yếm rộng thùng thình alex có cảm giác đã gặp họ trước đây tại lễ tang một người trong họ đã lái xe người mà cậu phát hiện là có mang súng cậu tin chắc như vậy mặc kệ họ là ai chỉ cần biết là họ đang còn cách chiếc xe hơi có độ vài bước chân và đang thấp dọc chuyện trò. Còn có vài sải chân nữa thôi là họ đến rồi. Alex không suy nghĩ gì thêm nữa. Vội vã núp ngay vào một chỗ. Chính là bên trong chiếc xe hơi. Cậu bé lấy chân khẽ khều cánh cửa vào rồi đóng lại. Cùng lúc ấy, cậu nhận ra tiếng máy đang bắt đầu khởi động và không còn nghe thấy tiếng hai người đàn ông kia nữa. Alex không dám nhìn lên, có bóng người lướt qua ô cửa khi hai người đàn ông bỏ đi. Cậu bé được an toàn. Bỗng nhiên có một vật gì bổ mạnh vào chiếc BMW bằng một lực rất mạnh, đến nỗi Alex phải thét lên. Toàn bộ thân người cậu bị chấn động dữ dội. Cậu bé bị văng từ chỗ tay lái xuống phía cuối xe. Nóc xe móp lại. Ba ngón tay sắt khổng lồ chọc thủng cả lớp vỏ xe tự như chiếc xiên đâm vào vỏ trứng. Những tia nắng mặt trời mang theo bụi chiếu xuyên vào. Một trong những ngón tay sắt ấy đã sượt lấy rất sát qua đầu cậu. Alice, đầu cậu bé như muốn vỡ ra. Alice kêu lên thất thanh khi máu chảy xuống mắt cậu. Cậu bé cố gắng cử động, nhưng một cơn chấn động khác lại ập đến khi chiếc xe hơi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất và trao nghiêng đi trong không trung. Cậu bé không thể nhìn, cũng không thể cử động nổi bụng cậu như sôi lên khi chiếc xe đung đưa qua lại. Những tia nắng mặt trời đang rọi qua chiếc xe hơi. Tiếng kim loại kêu lên ken két. Cái cần cậu đã nhấc bổng chiếc BMW lên. Tiếp theo sẽ là cả chiếc xe được đưa vào máy nghiền cùng với cậu bé ở trong đó. Alex cố gắng gượng dậy để vẫy tay ra hiệu qua ô cửa. Thế nhưng cái móc của cần câu đã làm nóc xe móp hẳn xuống và kẹp lấy chân trái của cậu mà có lẽ cái chân cũng đã bị gãy rồi. Alex không còn cảm giác gì. Cậu bé đưa tay lên, cố gắng động vào ô cửa phía sau, nhưng cậu không đủ sức để đập vỡ nó. Mặc dù cho hai gã thợ máy có nhìn chiếc BMW đi chăng nữa, thì cũng không thể thấy được những gì đang diễn ra ở trong đó. Vậy là chuyến bay ngắn ngủi của cậu bé xuyên qua bãi phế thải sẽ được kết thúc bằng một cú rơi nát xương khi cái cần cầu thả chiếc xe hơi lên giá đỡ của máy nghiền. Alex cố đấu tranh chống lại sự yếu ớt và nỗi tuyệt vọng của mình, cũng như cố gắng nghĩ ra cách thoát thân. Lúc này đây, người thợ máy đã sẵn sàng để gửi chiếc xe hơi vào cái máng có hình thù một chiếc quan tài vào bất cứ lúc nào. Đây là loại máy cắt hiệu Le Torchier, có động cơ hoạt động chậm. Chỉ cần một cái nhấn nút thôi là hai cánh ép có khả năng ép được vật có trọng lượng lên đến cả 500 tấn. Sẽ hoạt động, ép lấy chiếc xe hơi ở trong đó. Chiếc xe hơi và cả Alex bên trong nữa sẽ bị nghiền nát đến nỗi không thể nhận dạng được và rồi kim loại lẫn da thịt sẽ được đưa vào cắt lát. Không một ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Cậu bé dùng mọi sức lực để thoát ra, nhưng móc xe thấp quá. Chân của cậu lại bị kẹt nữa rồi toàn bộ thế giới bỗng trao đảo và cậu cảm thấy mình đang bị rơi vào bóng tối đen ngòm. Giá đỡ đã nâng lên, chiếc BMW đang trượt xuống, chỉ còn cách máng vài mét. Alex nhận ra sản phẩm kim loại nắm la liệt xung quanh mình. Ô cửa sau đã vỡ, các mảnh kính vung vãi khắp nơi quanh đầu cậu. Bụi và khói dầu diesel sộc vào mũi, làm mắt, giờ thì không còn nhìn thấy được ánh sáng mặt trời nữa cậu bé quay đầu lại nhìn phía sau. Cái đầu khổng lồ của Pit Trông nằm bên trái chiếc xe hơi đang chuẩn bị đẩy tới. Tiếng động cơ của máy Le bỗng thay đổi, báo hiệu công đoạn cuối. Hai cánh ép rung lên, vài giây nữa thôi là chúng sẽ gặp nhau. Ép chiếc BMW lại như ép một cái túi giấy. Alex ráng hết sức kéo chân ra và lấy làm ngạc nhiên khi cuối cùng nó cũng được giải thoát hình như cậu chỉ tốn một giây để làm điều đó một giây quý báu để có thể kết thúc những gì xảy ra thì ra khi chiếc xe hơi rơi xuống thành xe đã va và cay máng cú va đập này làm cho phần nóc xe giãn ra một chút đủ để chân cậu bé được tự do alex cố quặn tìm chiếc cửa nhưng điều này hoàn toàn vô ích cửa xe bị cong vẹo quá mức chúng không bao giờ còn có thể mở ra được nữa Xong vẫn còn ô cửa kính nằm ở phía sau cùng. Tâm kính cản trở cậu bé lúc đầu giờ đổ vỡ và cậu có thể truyền ra theo lối đó nhưng phải thật nhanh mới kịp. Bộ phận ép bắt đầu chuyển động, chưa bên về rít lên khi hai bước từng thép cứng ép nó lại một cách tàn nhẫn. Kính vỡ nhiều hơn. Một trong số những trục bánh xe bị bóp gãy tạo thành âm thanh chói tai như sét đánh. Bóng tối đang bao trùm xung quanh. Alex lần mò về phía bên trái của hàng ghế sau. Nhìn lên bên trên, cậu bé có thể trông thấy một nguồn sáng duy nhất có hình tam giác. Cần phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được sức nặng của hai bức tường đang từ từ ép lại. Chiếc xe hơi rồi sẽ không còn là một chiếc xe hơi nữa. Nhưng trước tiên, con quái vật gớm ghiếc này sẽ chốt lấy Alex như vào một con côn trùng cậu bé dùng tất cả sức lực còn có được để lao tới vai của cậu đã thoát qua được lỗ hỏng hình tam giác ra ngoài ánh sáng rồi tiếp theo chỉ còn đôi chân nữa thôi nhưng ngay lúc đó giày của cậu lại vướng phải một miếng kim loại nhọn cậu bé giật mạnh và chiếc giày bị bật lại phía sau rơi xuống trở lại vào trong chiếc xe hơi alice nghe thấy tiếng đồ vật làm bằng da bị ép lại sau cùng cậu bé bám vào phần dừa đen kịt đầy dầu mỡ của cái bực dùng để đứng quan sát nằm ở phía sau cỗ máy nghiền xoay sở leo lên rồi đứng bật dậy alex nhận ra mình đang đối mặt với một gã béo núc ních đến độ thân hình của hắn vừa khít với cái khoang nhỏ điều khiển máy nghiền cái bụng của gã tì vào kính đôi vai gã chạm vào cả góc khoang mắt gã mở trừng trừng còn cái miệng thì há hốc ra làm cho điếu thuốc lá trễ xuống môi dưới. Trước mặt gã là một thằng nhóc trong bộ đồng phục học sinh tơi tả. Một bên tay áo của cậu bị rách toạc, còn cánh tay thì ròng ròng những vệt dầu và máu, đang thông xuống một cách yếu ớt. Ngay khi gã vừa kịp hiểu ra mọi điều, cũng là lúc ý thức của gã thức tỉnh và đưa tay tắt máy thì cậu bé đã bỏ đi. Alex leo xuống khỏi chiếc máy nghiền đặt bàn chân còn dày lên mặt đất cậu nhìn thấy những mảnh kim loại tung tóe khắp nơi nếu không cẩn thận bàn chân kia của cậu sẽ bị chảy máu chiếc xe đạp của cậu bé vẫn còn ở chỗ cũ tựa vào tường một cách cẩn thận cậu vừa chạy vừa cò cò đến đó bỗng cậu nghe thấy phía sau mình cửa khoang điều khiển máy nghiền bật mở giọng của gã thợ máy cất lên hô hoán ngay tức thì gã đàn ông thứ hai chạy vụt lên phía trước, đứng chắn giữa Alex và chiếc xe đạp. Đó chính là gã tài xế, gã đàn ông mà cậu bé đã từng nhìn thấy ở lễ tang. Gương mặt gã cau có, hằn học, trông xấu xí lạ kỳ, tóc nhờn những mỡ, đôi mắt ướt đẫm, nước da nhợt nhạt thiếu sức sống, gã mở miệng. Mày nghĩ sao mà? Bàn tay của gã lần vào trong túi veston Alice chợt nhớ tới khẩu súng lục. Ngay lập tức, không cần suy nghĩ, cậu đứng tấn chuẩn bị ra đòn. Alice bắt đầu học karate từ năm lên sáu tuổi. Vào một buổi chiều nọ, no, không một lời giải thích, bác Landrider dẫn cậu đến câu lạc bộ địa phương để đăng ký học võ. Và kể từ lúc ấy, cứ mỗi tuần một lần, cậu bé đến tập võ đều đặt ở đó. Mấy năm sau, cậu đã qua được cấp kyu cấp của các võ sinh. Rồi một năm sau, cậu lên đẳng đan thứ nhất, được đeo đai đen. Khi theo học ở trường Brooklyn, vì có gương mặt hiền lành và nói năng hòa nhã, nên Alex nhanh chóng trở thành mục tiêu của những kẻ ba trận. Đó là ba tên to xác ở độ tuổi 16. Có một lần bọn chúng đã dồn cậu bé vào chân tường ở phía sau bãi để xe. Cuộc chạm chán chỉ diễn ra trong vòng chưa thứ một phút và ngày hôm sau một tên trong bọn đã thôi học hai tên còn lại từ đó về sau chẳng bao giờ dám gây hấn với ai nữa bây giờ alex đang nhắc một chân lên rồi bất ngờ xoay người đá tới một cú đá giò lái ushirogeri trong karate đó là cú đá hiểm hóc nhất bàn chân của cậu bé đập vào bụng gã đàn ông một lực mạnh đến nỗi gã không còn có thời gian để kêu mắt gã lồi ra còn miệng thì há hốc trong kinh ngạc. Gã đó gục xuống mặt đất, trong khi bàn tay vẫn còn nằm trong túi áo vest tông. Alex nhảy qua người hắn, chụp lấy chiếc xe đạp, nhảy phốc lên. Đúng lúc đó, gã đàn ông thứ ba phóng chạy theo cậu bé. Alex nghe thấy tiếng gã hét to, đứng lại. Sau đó là tiếng đồ vỡ và một tiếng của một viên đạn nổ. Alex nắm chặt tay lái, đạp thật nhanh, chiếc xe chạy vùn vụt như bay về phía trước, ngang qua đống gạch vụn, lao ra khỏi cổng. Cậu bé ngoái nhìn lại phía sau, không có ai đuổi theo cậu cả. Alex tự biết giờ đây mình chẳng giống ai, với một chân còn dày một chân không. Áo quần tà tơi, khắp người cậu đầy những vết dầu. Cậu bé thoáng nhớ lại những giây phút cuối cùng bị giam hãm bên trong cỗ mãi nghiền, mà thở dài ngắn ngẩm có lẽ bộ dạng cậu lúc này lại càng khó coi hơn rất nhiều. Rojan in general. Ngay hôm sau ngân hàng gọi đến nhà Alex. Tôi là John Crowley. Cậu còn nhớ chứ? Trường phòng nhân sự ngân hàng Rojan in general đây. Cậu có thể đến chỗ chúng tôi được không? Đến chỗ các ông ư. Alex đang mặc quần áo, đã trễ giờ vào học. Vào chiều nay nhé, Chúng tôi có tìm thấy một số giấy tờ của bác cậu. Chúng tôi cần phải trao đổi với cậu về vị trí của cậu. Giọng nói của ông ta dường như có chứa đựng một lời đe dọa mơ hồ nào đó thì phải. Mấy giờ chiều nay ạ? À? Alex hỏi. Cậu có thể thu xếp vào bốn giờ rưỡi được không? Ngân hàng chúng tôi ở đường Liverpool. Chúng tôi sẽ điều tới một chiếc taxi. Cháu sẽ tự đến đó. Alex ngắt lời. Cháu sẽ đi bằng xe điện ngầm. Cậu bé gác máy. Ai vậy cháu? Jack hỏi vọng ra từ nhà bếp. Cô đang nấu bữa sáng cho cả hai. Mặc dù cô không còn được trả lương và cô biết rằng mình còn ở với Alex lâu chừng nào, thì mối lo sẽ càng lớn chừng ấy. Jack sẽ phải dùng tiền của mình để mua thực phẩm và trang trải cho những khoản chi tiêu trong nhà. Và điều này còn tồi tệ hơn nữa, visa của cô đã hết hạn cô sắp không còn được ở lại đất nước này nữa. là ngân hàng cô à? alice vừa bước vào phòng vừa chỉnh trang bộ đồng phục đang mặc trên người. cậu không kể lại cho người quản gia biết những gì đã xảy ra ở bãi xe hơi phế thải. chắc đã có quá nhiều vấn đề phải lo rồi. alice nói tiếp. chiều nay cháu sẽ đến đó. cháu có muốn cô đi cùng không? dạ không, cháu sẽ ổn thôi mà. Cậu bé đến nhà ga xe điện ngầm đi theo tuyến đến đường Liverpool vào chiều hôm đó. Lúc 4 giờ 15 phút, vẫn trong bộ đồng phục học sinh, áo veston màu xanh dương thẫm, có thắt cà vạt và quần tây xám, cậu bé dễ dàng tìm ra ngay ngân hàng Rojan In General đặt trụ sở tại một tòa cao ốc có dáng vẻ cổ kính. Trên tầng thứ 15 bay phất phới một lá quốc kỳ Anh ngay sau cửa chính là một tấm bảng tên bằng đồng và một máy camera theo dõi được gắn trên lối đi đang chuyển động một cách chậm chạp. Alex dừng lại trước cái máy một thoáng. Cậu bé tự hỏi mình có sơ suất điều gì không rồi bước vào trong tòa nhà. Ở một phương diện nào đó nếu ngân hàng có trách nhiệm trong cái chết của bác Landroider thì rất có thể họ mời cậu đến đây là để thu xếp cho cậu Thế nhưng tại sao lại có ai đó trong ngân hàng lại muốn giết cậu? Cậu thậm chí không có tài khoản ở đây kia mà. Alex tiếp tục tiến sâu vào trong. Trong một văn phòng nằm trên tầng 7, hình ảnh trên màn hình TV đang nhòa dần rồi thay đổi khi máy camera đặt trên lối đi, nhẹ nhàng được cắt để chuyển sang máy camera 2 và 3 đặt ở quầy tiếp tân. Một người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang quan sát Alex bước vào và ông ta nhấn nút camera 2 phóng to gương mặt Alice lên toàn bộ màn hình thằng bé đến rồi đấy vị chủ tịch ngân hàng thì thầm thằng nhóc kia ấy hả người vừa hỏi là một phụ nữ tuổi trung niên có cái đầu mang dáng hình của củ khoai tây trông rất cổ quái mái tóc bà ta đen nhánh để kiểu giống như một cái tô úp ngược và hình như đã được cắt bằng một cái kéo cồn đôi mắt bà ta cũng đen như màu tóc. Bà ta mặc bộ đầm vét màu xám đơn giản, đang nhấm nháp một viên kẹo bạc hà. Người đàn bà ấy hỏi, ông có chắc không vậy, Alan? Ông Alan Plum gật đầu, chắc chứ, hoàn toàn chắc chắn. Anh biết phải làm gì rồi chứ? Câu hỏi sau cùng này là dành cho một gã tài xế cũng đang hiện diện ở trong phòng. Tên tài xế đang đứng có vẻ như không thoải mái, người hơi khom xuống, gương mặt gã trắng bạch. Kể từ lúc cố gắng chặn bắt Alex ở bãi xe hơi phế thải, người gã cứ như thế. Gã trả lời, vâng thưa ông, vậy thì làm đi. Ông Blunt nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Sau khi cho biết mình cần tìm ông John Crowley, Alex ngồi chờ trên chiếc ghế sofa bọc da ở tiền sảnh. Cậu bé cứ ngờ ngợ không hiểu tại sao mà một số người cứ ra ra vào vào khu vực tiếp tân tĩnh lặng và ngột ngạt quá. Nền nhà được lót bằng đá cẩm thạch màu nâu. Ba chiếc thang máy đều nằm ở một phía. Trên bàn là một dãy đồng hồ. Hiển thị giờ giấc của các thành phố lớn trên thế giới. Ở đây hình như cũng là một lối đi dẫn đến mọi nơi. Một bệnh viện, một phòng hòa nhạc, thậm chí là cả một cái tàu thủy lớn. Rõ ràng nơi này không hề mang nét đặc thù của chính nó một trong số các thang máy mở rộng. Ông Crowley xuất hiện trong bộ quần áo mà ông ta đã mặc hôm dự lễ tang có khác chăng là ở chiếc cà vạt. Xin lỗi đã bắt cậu phải chờ nhé, Alex. Ông ta nói, cậu từ trường đến đây phải không nào? Alex đứng dậy, không nói gì. Tự thân bộ đồng phục cậu bé đang mặc chính là câu trả lời rồi. Chúng ta lên văn phòng của tôi nhé. Ông Crowley nói, rồi đưa tay ra mời cậu bé đi thang máy nào. Alex không hề chú ý đến chiếc camera thứ tư đang đặt trong thang máy bởi nó được giấu đằng sau tấm gương bao bọc chung quanh khoang và như vậy, cậu cũng không trông thấy chiếc máy cảm ứng ở bên cạnh cái camera ấy. Chiếc máy thứ hai này vừa có thể theo dõi cậu, vừa có thể chiếu xuyên qua người cậu khi Alex đứng đó rồi hiển thị khắp thân hình cậu bé theo từng phần với các dạng màu sắc khác nhau. Nó cho thấy cậu không hề mang theo một vật gì là bằng thép lạnh, thường được hiểu là khẩu súng hay một con dao. Nhanh hơn một cái chớp mắt, chiếc máy truyền thông tin qua máy vi tính để xử lý, rồi đưa tín hiệu trở về các bo mạch đang điều khiển thăng máy. Đã ổn, cậu ta không mang theo vũ khí, tiếp tục lên đến tầng thứ 15. Đến nơi rồi, Ông Crowley mỉm cười và đưa Alex ra một cái hành lang dày sàn được lát gỗ bằng gỗ không trải thảm. Nơi đây ánh sáng được bố trí thật hiện đại. Một loạt cửa ra vào ngăn cách nhau bằng những bức tranh tập thể đầy màu sắc rực rỡ. Ông Crowley chỉ đường. Văn phòng của tôi nằm ở trên này. Sau khi đã đi qua được ba cánh cửa, Alex bỗng đứng sững lại khi phát hiện ra trên một cánh cửa có gắn bảng tên của một người mà cậu bé vô cùng quen thuộc. 1504 Landrider, dòng chữ màu trắng nổi rõ trên tấm nhựa cứng màu đen. Ông Khuê Lê gật đầu buồn bã. Đúng, nơi đây là bác của cậu đã làm việc, ông ấy được nhớ tới nhiều lắm. Cháu vào có được không, Alex sỏi. Ông Khuê Lê tỏ ra ngạc nhiên. Tại sao cậu lại muốn làm điều đó? Cháu muốn xem qua nơi bác ấy làm việc tôi rất tiếc. Ông Lê thở dài. Cửa đã khóa rồi mà tôi thì lại không có chìa khóa. Để dịp khác vậy nhé. Một lần nữa, ông ta lại đưa tay ra mời cậu bé. Ông Lê sử dụng bàn tay của mình như một nhà ảo thuật. Cứ như là ông ta đang chuẩn bị xòe ra các lá bài. Ông ta nói tiếp. Văn phòng của tôi ở ngay bên cạnh. Đây này. Họ đi vào phòng 1505. Đó là một căn phòng rộng vuông vức với ba chiếc cửa sổ đều hướng xuống nhà ga. Có một vật gì đó màu đỏ và xanh dương đang phất phới ở bên ngoài. Alex chợt nhớ ra lá cờ mà cậu đã trông thấy. Cột cờ nằm về phía bên phải văn phòng. Trong phòng có một bàn làm việc và một chiếc ghế, một cặp ghế sofa, một cái tủ lạnh, đặt trong góc phòng và hai bức ảnh treo trên tường. Một văn phòng điều hành tẻ nhạt một văn phòng điều hành tẻ nhạt hoàn hảo. Ngồi đi, Alex. Ông Creley nói rồi tiến lại phía trước tủ lạnh. Cậu uống nước nhé. Ông có nước ngọt không ạ? À? Có chứ. Nói xong, ông Creley lấy bình ra rót đầy một ly nước đưa cho Alex. Cậu cần đá không? Không, cảm ơn ông. Alex uống một ngụm nước. Không phải Coca-Cola cũng chẳng phải Pepsi. Cậu bé nhận ra thứ thức uống ngọt lịm đến phát ớn này nằm trong một siêu thị bán nước ngọt. Cậu ước gì không phải là mình đã hỏi xin một ly nước ngọt. sỏi ông muốn nói với cháu về chuyện gì? Bác của cậu sẽ. Tinh trung điện thoại reo, bàn tay kia của ông Crowley ra hiệu hàm ý nghĩa là xin lỗi, rồi ông ta nhấc máy trả lời điện thoại. Sau một hồi nói chuyện, ông ta gác máy Tôi xin lỗi, Alex. Tôi phải chờ xuống tiền sảnh ngay bây giờ. Cậu không phiền chứ? Ông cứ đi đi. Alex ngồi xuống ghế sofa. Tôi chỉ đi khoảng 5 phút thôi. Với cái gật đầu xin lỗi lần cuối, ông Crowley bước ra khỏi phòng. Ngồi yên lặng, trên chiếc ghế thêm vài giây, Alex đổ phần nước ngọt còn lại vào chậu cây rồi đứng dậy. Cậu bé bước ra khỏi phòng, quay trở lại chỗ hành lang ở đằng xa bỗng xuất hiện một người phụ nữ đang ôm trên tay một số tài liệu. Nhưng rồi bà ta lại biến mất ngay sau một cánh cửa ra vào. Không có bóng dáng của ông Crowley. Nhanh như cách, cậu bé chạy sang cửa phòng số 1504. Thử xoay tay nắm. Đúng là ông Crowley đã nói thật. Cửa bị khóa. Alex quay sang văn phòng của ông Crowley. Cậu sẽ phải làm một việc gì đó trong thời gian vài phút ở một mình này. Hắn là công việc của người đã khuất rất quan trọng, nên người ta mới giấu giếm không cho cậu biết. Họ đột nhập vào nhà cậu, dọn sạch sẽ mọi thứ mà họ tìm thấy trong phòng làm việc của bác cậu. Có lẽ văn phòng bên cạnh sẽ cho cậu biết tại sao. Chính xác là bác Lan đã dinh líu vào chuyện gì, và đó có phải là nguyên nhân khiến bác bị giết hại không? Alex tiến đến bên cửa sổ, mắt hướng về phía lá cờ vẫn đang bay phất phới. Cột cờ chia ra khỏi tòa cao ốc, nằm ngay ranh giới giữa phòng 1504 và 1505. Nếu có thể với được tới nó, cậu bé sẽ nhảy lên được gờ tường, nằm bên ngoài tòa cao ốc dẫn đến phòng 1504. Nhưng mà cậu hiện đang ở tầng thứ 15. Nếu cậu nhảy mà bị trượt chân, thì đó sẽ là cú rơi hàng mấy chục mét thật là một ý tưởng điên rồ chẳng đáng để nghĩ đến tuy nhiên alice vẫn mở cửa sổ và trèo ra ngoài tốt nhất là đừng có nghĩ đến điều xấu chỉ cần thực hiện thôi xét cho cùng nó cũng giống như mặt đất hay là phòng tập thể dục ở trường vậy chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi đó là bức tường gạch thẳng đứng kéo dài xuống tận mặt đường từ đây nhìn xuống trông xe hơi và xe buýt Thật hệt như những món đồ chơi đang di chuyển bên dưới. Một luồng gió tạt vào mặt, khiến cậu bé thoáng rùng mình, không nghĩ gì nữa. Làm thôi. Alex đang đứng, khom người trên gờ tường bên ngoài phòng làm việc của ông Quayley. Cậu bé đưa tay ra phía sau, giữ chặt lấy bậu cửa sổ. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhảy. Một camera trong văn phòng hướng ra ngoài đường vẫn theo sát Alex khi cậu tung người vào khoảng không. Cách trên đó hai tầng, ông Alan Plun vẫn ngồi trước màn hình. Ông ta bật cười. Đó không phải là tiếng cười bỡn cợt. Tôi đã nói với cô rồi. Ông ta lên tiếng. Thằng bé rất đặc biệt. Thằng nhóc bất trí thì có. Người đàn bà phản bác. Tốt thôi. Có lẽ đó chính là điều chúng ta cần. Ông chỉ ngồi đó mà xem thằng bé đang tự sát à tôi sẽ chỉ ngồi đây và hy vọng nó vẫn còn sống. Alex đã tính toán sai lầm khi thực hiện cú nhảy. Cậu bé không chụp được cây cột cờ vì thiếu vài cm nữa và cậu sẽ phải rơi thẳng xuống mặt đường nếu như tay cậu không kịp thời túm được lá quốc kỳ anh. Giờ đây cậu bé đang treo lơ lửng trong không trung. Bằng một nỗ lực phi thường, cậu từ từ leo xuống, những ngón tay nắm chặt lấy tấm vải. Cứ như thế, cuối cùng cậu cũng xoay sở để bám leo và được cột cờ alice vẫn không dám nhìn xuống cậu hy vọng rằng không có người khách bộ hành nào ngước nhìn lên lúc này sau đó thì dễ dàng hơn alice ngồi trên cột cờ toan tính sẽ tung người sang gờ tường bên ngoài văn phòng của bác lan cậu phải thật cẩn thận khoảng cách đến đó xa quá không khéo cậu sẽ bị va vào tường mất con đường ngược lại cũng xa hơn và cậu sẽ bị rơi xuống. Sự thật là cuối cùng cậu bé đã đáp được xuống gờ tường một cách tốt đẹp. Cậu dùng cả hai tay bám chặt lấy gờ tường rồi từ từ đứng dậy, đối diện với chiếc cửa sổ. Giờ đây, điều Alex e ngại nhất chính là khả năng chiếc cửa sổ cũng bị khóa. Nếu thế thì cậu bé không còn cách nào khác là phải quay trở lại. Nó không khóa Cậu nhẹ nhàng mở cửa và nhảy phóc vào, đúng là một bản sao của văn phòng đầu tiên. Đồ đạc trong phòng cũng y như thế, thảm giống nhau này, ngay cả bức ảnh treo trên tường cũng giống nữa. Cậu đến bàn làm việc và ngồi xuống, vật đập vào mắt cậu đầu tiên chính là bức ảnh của mình, chụp cậu đang lặn trong kỳ nghỉ hè ở đảo Caribe, thuộc quần đảo Guadeloupe. Bức ảnh thứ hai được để riêng ở một góc trong khung hình. Alex lúc đó khoảng 5-6 tuổi. Cậu bé ngạc nhiên những bức ảnh làm cậu chạy lòng. Ông bác Rider của cậu thì ra rất đa cảm, chứ không phải như những gì ông ấy đã cố thể hiện. Alex liếc qua đồng hồ. Ông Crowley đã rời văn phòng được 3 phút rồi. Ông ta đã nói sẽ quay trở lại trong 5 phút. Nếu cậu cần phải tìm ra một cái gì đó ở đây thì phải thật khẩn trương mới kịp cậu bé mở một ngăn kéo bàn làm việc có bốn hay năm tập hồ sơ dày cộm trong đó alex lấy mở ra xem điều cậu bé chú ý đầu tiên là những dòng chữ không hề liên quan gì đến ngân hàng tập hồ sơ đầu tiên có chú ý dòng chữ các chất độc tác động liên hệ thần kinh những cách thức mới trong che giấu và gieo rắc alex đặt qua một bên và nhìn vào tập hồ sơ thứ hai ám sát bốn vấn đề nghiên cứu. Càng lúc càng trở nên bí ẩn rồi đây. Cậu bé giờ nhanh tay và đọc lướt qua tựa đề của các tài liệu, gồm có chống khủng bố, vận chuyển uranium qua châu Âu và những kỹ thuật thẩm vấn. Tài liệu cuối cùng chỉ ghi vòn vẹn, công tắc bão. Đúng lúc cậu bé sắp sửa đọc thì cửa ra vào đột ngột bật mở. Hai người đàn ông bước vào, một người là ông Khuê Lây, còn người kia chính là gã lái xe ở bãi xe hơi phế thải alex biết rằng cậu không có lý do nào để giải thích những hành động của mình cậu đang ngồi sau bàn làm việc với tập hồ sơ công tắc bão đang mở trên tay ngay lúc đó cậu cũng nhận ra rằng hai người đàn ông kia chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi bắt gặp cậu ở đây cứ nhìn cái cách họ bước vào phòng với thái độ chắc chắn rằng sẽ tìm thấy cậu khắc hiểu. Đây không phải là ngân hàng. Alex lên tiếng. Các người là ai? Bác tôi đã làm việc gì cho các người ư? Các người đã giết bác ấy chứ gì? Quá nhiều câu hỏi. Ông Khuê khẽ khẳng đáp. Nhưng tôi không được phép cho cậu biết các câu trả lời. Gã đàn ông thứ hai nâng tay lên và Alex nhận ra rằng hắn đang có súng. Cậu bé đứng bật dậy sau bàn làm việc, tay vẫn giữ lấy tập hồ sơ như thể nó có thể bảo vệ cho cậu. Không, cậu bé hét lên. Gã đàn ông bóp cò, không có tiếng nổ. Khẩu súng hướng ngay, Alex mà khai hòa và cậu bé có cảm giác như có một vật gì đó đã cắm tập vào tim mình. Bàn tay cậu duỗi ra, tập tài liệu rơi xuống đất. Đôi chân Alex khuỵu xuống, căn phòng như đảo lộn. Cậu bé ngã ngửa ra phía sau. Giờ thì cậu cho biết ý kiến đi. Alex mở mắt. Và là cậu còn sống. Thật là một sự ngạc nhiên dễ chịu. Cậu bé đang nằm trên giường trong một căn phòng rộng và ấm cúng. Chiếc giường thật hiện đại. Tuy nhiên, căn phòng đã cũ với những cái dầm bắc ngang qua trần. Một lò sưởi bằng đá và những cửa sổ hẹp nằm trong một khung cửa gỗ được trang trí công phu cậu đã từng trông thấy những căn phòng kiểu này trong các quyển sách học về circus alice alex khẳng định tòa nhà này được xây dựng vào thời đại nữ hoàng elizabeth nó nằm đâu đó ở miền quê không có tiếng xe cộ qua lại cậu có thể trông thấy rất nhiều cây cối bên ngoài ai đó đã thay quần áo cho alex bộ đồng phục học sinh trên người cậu biến mất thay vào đó là bộ pyjama rộng thùng thình mềm như lụa Nhìn ánh sáng bên ngoài, cậu bé đoán là đang buổi trưa. Nhìn thấy chiếc đồng hồ của mình nằm trên bàn kê bên cạnh giường. Alex giơ tay ra với lấy nó. 12 giờ, hẳn là cậu bé đã bị bắn bằng một mũi phi tiêu có tẩm thuốc mê. Lúc đó khoảng 4 giờ rưỡi. Vậy là cậu đã mất một đêm và nửa ngày. Phòng ngủ ăn thông sang một buồng tắm, có đá lát trắng sáng và một vòi sen rất to nằm sau một ống hình trụ làm bằng thủy tinh và khum. Alex cởi pyjama, đứng dưới những tia nước khoảng 5 phút. Sau đó, cậu bé cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu quay trở lại phòng ngủ, mở cửa tủ. Ai đó đã đến nhà cậu ở Chelsea. Tất cả quần ái của cậu đều ở cả đây được treo lên một cách gọn gàng ngăn nắp. Cậu không hiểu ông Crayley đã nói gì với cô Jack. Có thể đoán là ông ta đã bị đặt ra một câu chuyện nào đó để giải thích về sự biến mất đột ngột của Alice. Alice lôi ra một cái quần chiến gắt, một chiếc áo vải bông dài tay Nike, mặc vào rồi ngồi đợi trên giường. Khoảng 15 phút sau, có một tiếng gõ cửa, rồi cửa phòng mở ra, một người phụ nữ châu Á hãy còn trẻ mặc trang phục y tá tươi cười bước vào. Ô, dạy rồi à, cậu bé! lại còn đã thay xong quần áo nữa. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Tôi hy vọng là em không quá say thuốc. Hãy vui lòng đi theo lối này. Ông Blen đang chờ ăn trưa với em đấy. Alice không nói một lời nào. Cậu bé chỉ lặng lặng theo cô y tá ra khỏi phòng, đi qua một hành lang và bước xuống cầu thang. Quả thực căn nhà này được xây dựng vào thời nữ hoàng Elizabeth với những ô tường gỗ chạy dọc theo hành lang. Những chiếc đèn nhiều ngọn lộng lẫy cùng những bức tranh sơn dầu vẽ những người đàn ông trong bộ áo dài thắt ngang lưng, có cổ áo xếp nếp. Cầu thang dẫn xuống một căn phòng cao có lối kiến trúc rất đẹp. Thảm lót sàn kéo dài trải lên trên những phiến đá lát, một lò sưởi đủ to để có thể đặt cả một chiếc xe hơi vào trong. Một chiếc bàn gỗ dài bóng láng được kê ở gần đó. Ông Alan Plun đang ngồi cùng một người phụ nữ khá lực lưỡng trong bộ đồ đen, đang nhấm nháp một viên kẹo bạc hà, không lẽ là bà Blunt. Alex, ông Blunt thoáng mỉm cười như thể đó là điều mà ông ta chẳng cảm thấy hứng thú khi làm. Thật quý hóa khi cậu chịu gặp chúng tôi. Alex ngồi xuống. Các ông đã chẳng cho tôi có nhiều lựa chọn. Đúng vậy. Tôi hoàn toàn không biết ông Quayley nghĩ sao mà lại cho người bắn cậu kiểu đó song tôi lại cho rằng đó là cách dễ dàng nhất tôi xin giới thiệu với cậu người cộng sự của tôi bà jonas người phụ nữ gật đầu chào alice đôi mắt bà ta như đang dò xét cậu bé một cách tỉ mỉ nhưng không nói gì ông là ai alice hỏi ông muốn gì ở tôi tôi biết chắc chắn rằng cậu đang có rất nhiều câu hỏi nhưng trước tiên ta ấy ăn cay đã. Hẳn ông Plân đã bấm vào một cái nút nằm ở góc góc khuất nào đó, hoặc là do người phục vụ đã nghe thấy được, nên ngay tức thì, cửa bật mở và anh ta xuất hiện. Trong chiếc áo vest sâu trắng và quần tây màu đen, bước vào với ba chiếc đĩa thức ăn trên tay, ông Plân tiếp tục. Tôi hy vọng cậu thích ăn thịt. Hôm nay là món carré đặc niu. Ý ông muốn nói là cừu nướng chứ gì, đầu bếp là người pháp mà Alex ngồi chờ cho đến khi thức ăn được dọn lên hết ông plun và bà jones cũng uống rượu vang đỏ còn cậu bé thì vẫn trung thành với nước cuối cùng thì ông plun cũng bắt đầu vào vấn đề tôi biết chắc chắn rằng cậu đã hiểu rojan và general không phải là ngân hàng thật sự nó không hề tồn tại nó chẳng nghĩa gì khác ngoài lớp vỏ bọc và như thế, tất nhiên, bác của cậu chẳng hề làm việc ngân hàng, ông ấy làm việc cho tôi. Tên tôi, như tôi đã giới thiệu với cậu ở tang lễ rồi đấy, là Plun. Tôi là giám đốc điều hành của phân khu chuyên về các hoạt động đặc biệt trực thuộc MI6 và bác của cậu chính là. Lẽ ra cần phải có một từ khác tốt hơn, một điệp viên. Alex không thể nén nổi cười ông muốn nói là giống như james bond hả giống như thế mặc dù bác của cậu không có số hiệu không không nào cả ông ấy là một điệp viên nằm vùng được huấn luyện kỹ và rất dũng cảm ông đã hoàn thành các công việc được giao ở iran washington hồng kông và havana một cách mỹ mãn ấy là tôi chỉ bới kể một số mà thôi tôi cho rằng điều này sẽ khiến cho cậu cảm thấy đôi chút bất ngờ alex nghĩ về ông bác xấu xố về những gì mà cậu đã biết về ông về sự kín đáo của ông về những chuyến đi công tác dài ngày của ông ở nước ngoài cả những lần mà ông về nhà trong tình trạng bị thương nữa có lần cánh tay của ông đã phải băng bó một lần khác là gương mặt ông bị bầm tím chỉ là những tai nạn nho nhỏ ông bác thường giải thích với alex như vậy và giờ đây tất cả đều có ý nghĩa của nó Tôi không bị bất ngờ đâu Cậu bé trả lời Ông Lân cắt một miếng thịt rất gọn Và nói tiếp Lan Rider đã không may mắn Trong điệp vụ cuối cùng Ông ấy đã phải làm việc hết sức bí mật Ở đây Ngay tại nước Anh này Ở Cornwall, Và đã bị giết Khi đang trên đường lái xe về London Để viết báo cáo Cậu đã trông thấy chiếc xe ở bãi Stryker và Sun Alice nói khẽ mấy người đó là ai vậy chỉ là những người chúng tôi đang sử dụng thôi chúng tôi có ngân sách cần chi những vấn đề bí mật chúng tôi phải ký giao ước với một số người về những vấn đề như vậy chúng tôi đã thuê họ dọn sạch mọi thứ bà jonet đây là người chỉ huy các hoạt động của chúng tôi bà ấy đã giao cho bác cậu nhiệm vụ cuối cùng của ông ấy chúng tôi rất lấy làm tiếc đã để mất ông ấy alice người phụ nữ lần đầu tiên mở miệng giọng nói của bà ta chẳng có vẻ gì là tiếc thương cả ông có biết ai giết bác ấy không có ông sẽ nói cho tôi biết chứ không không phải là bây giờ tại sao không bởi vì cậu không cần phải biết ít ra là trong lúc này được rồi alice xem xét lại những gì mà cậu đã biết bác của tôi là một điệp viên nhờ có các người mà bác ấy chết và khi tôi đã khám phá ra được rất nhiều điều, thì bị các người đánh gục và đưa đến đây. Nhân tiện cho tôi hỏi, tôi đang ở đâu vậy? Đây là một trong những trung tâm huấn luyện của chúng tôi, bà Jonet trả lời. Các người đưa tôi đến đây bởi vì các người không muốn tôi kể với ai về những gì tôi biết. Tất cả chỉ là như vậy chứ gì? Và vì thế, tôi sẽ phải gia nhập vào cơ quan hoạt động bí mật hay bất kỳ thứ gì khác mà các người muốn tôi làm nhưng giờ thì tôi muốn về nhà dù sao đi nữa tất cả đều là chuyện điên rồ và tôi thì đã có đủ rồi tôi sẽ đi ra khỏi đây ông plân hắn giọng một cách bình thản hoàn toàn không dễ dàng như vậy đâu ông ta nói tại sao không chắc chắn một điều rằng chính cậu đã thu hút sự chú ý của chúng tôi ở bãi ô tô phế thải và cả ở văn phòng của chúng tôi trên đường Liverpool. Đúng là những điều mà cậu biết và những gì mà tôi kể với cậu không được phép đi xa hơn. Nhưng sự thật của vấn đề, Alex dạ, là chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Sự giúp đỡ của tôi ư? Đúng vậy. Ông ta ngập ngừng. Cậu có nghe nói về người đàn ông mà người ta hay gọi là Heron Shelley không? Alice suy nghĩ một lát rồi trả lời tôi có thấy tên ông ta trên báo chí. ông ta đã tạo ra cái gì đó về máy vi tính. ông ấy cũng sở hữu ngựa đua. không phải ông ấy đến từ nơi nào đó ở Ai cập sao? đúng vậy, từ Cairo. ông Blunt hấp một ngụm rượu. tôi sẽ kể với cậu về chuyện của hắn, Alessa. tôi cuộc rằng cậu sẽ thấy thú vị đấy. Hegel Schiller sinh ra trong một gia đình nghèo khổ tại một khu phố hẹp của thủ đô cairo cha của hắn là một nhân viên quèn lo về vệ sinh răng miệng mẹ của hắn nhận đồ về nhà giặt thuê hắn có chín anh trai và bốn chị em gái tất cả đều sống chung trong ba căn phòng bé tí xíu cùng với một con dê nhóc heron chẳng bao giờ đến trường và sẽ chẳng thể nào kết thúc được tình trạng thất nghiệp hắn không biết đọc biết viết và những thứ khác nữa. Nhưng khi hắn lên 7 tuổi, một chuyện đã xảy đến làm thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn. Lúc đó, hắn đang đi bộ xuống đường Fest nằm ở trung tâm Cairo, thì tình cờ nhìn thấy một chiếc đàn piano từ cửa sổ tầng thứ 14 đang rơi theo chiều thẳng đứng xuống đất. Rồi nó bỗng chuyển hướng và tự dưng đổ. Ngay lúc đó, ở bên dưới, có một cặp vợ chồng du khách người anh đang trên đường đi tới thế nào họ cũng sẽ bị đè nát chắc chắn là như vậy nếu như vào thời khắc cuối cùng heron thình lình lao người tới kéo họ ra khỏi chỗ đó chiếc đàn piano chỉ nằm cách họ trong gang tấc dĩ nhiên đôi vợ chồng người anh kia rất biết ơn thằng bé ai cập bơ vơ và họ là những người rất giàu có họ bắt đầu tìm hiểu thằng bé và biết rằng nó nghèo như thế nào. Chính bộ quần áo nó đang mặc trên người là do chín người anh của nó để lại. Thế là, nhiều hơn cả lòng biết ơn, họ nhận nó làm con nuôi. Họ đã đưa nó ra khỏi Cairo và cho nó vào học ở một ngôi trường bên này, nơi nó có những tiến bộ rất đáng ngạc nhiên. Kết quả thi của nó rất xuất sắc. Đây cũng là một sự trùng hợp kỳ lạ. Vào tuổi 15, thằng bé phát hiện ra rằng nó đang ngồi kể một cậu bé mà sau này lớn lên sẽ trở thành một vị thủ tướng của anh quốc trên thực tế đó chính là vị thủ tướng hiện nay của chúng ta hai người họ cùng học trung trường tôi sẽ kể diễn tiến về sau nhanh hơn nhé sau khi học xong shiller đến cambridge nơi hắn nhận được tấm bằng về kinh tế học sau đó hắn bắt đầu làm việc và đi từ thành công này đến thành công khác hắn làm chủ một đài phát thanh phần mềm máy vi tính và đúng như vậy hắn còn tìm thời điểm để mua một đoàn ngựa đua nữa mặc dù tôi tin rằng chúng khó mà thắng được nhưng điều mà chúng tôi chú ý tới hắn chính là phát minh gần đây nhất của hắn một cuộc cách mạng về máy vi tính cái mà hắn gọi là công tắc bão công tắc bão alex nhớ lại tập hồ sơ mà cậu bé tìm thấy trong văn phòng bác lan rider mọi việc đang bắt đầu móc nối lại với nhau công tác bão đang được tập đoàn xây là sản xuất bà chôn nệt giải thích có cả một cuộc thảo luận về thiết kế của nó nó có một bàn phím màu đen và vỏ bọc cũng màu đen cùng với một tia chớp đi xuống ở bên hông alex nói thêm vào cậu bé đã từng trông thấy bức ảnh của nó trên tạp chí máy tính nó không chỉ trông khác biệt thôi đâu ông lân xen vào nó còn dựa trên một công nghệ hoàn toàn mới nữa nó sử dụng một thứ gọi là bộ xử lý tròn tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ có ý nghĩa với cậu đâu đó là một vi mạch nằm trên một hình cầu làm bằng silicon có đường kính khoảng một mm alice nói nó rẻ hơn tới 90% để sản xuất ra một con chip thông thường, bởi vì toàn bộ nó đã được giữ kín lại. Vì thế không cần phải có những căn phòng sạch sẽ để sản xuất. Ồ, đúng thế. Ông Lân hắng giọng. Tôi ngạc nhiên là cậu biết về nó nhiều như vậy. Ở tuổi của tôi thì phải vậy thôi. Alex trả lời. Tốt. Ông Lân tiếp tục. Vấn đề là sắp tới tập đoàn Seiler sẽ đưa ra một lời công bố rất đáng chú ý. Họ dự kiến sẽ trao tặng 10.000 máy vi tính loại này. Tóm lại, đó là cố gắng của họ nhằm đảm bảo rằng mọi trường trung học ở Anh đều sở hữu công tắc bão. Đây là một hành động hào phóng chưa từng có, là cách thức của Seiler nhằm cảm ơn đất nước đã cho hắn một mái nhà. Thế thì ông ta đúng là một người hào hiệp, coi bộ là như thế vài tháng trước hắn có viết thư gửi tới đường đô ninh thể này kính thưa ngài thủ tướng chắc là ngài sẽ nhớ đến tôi từ những ngày học trung trường của chúng ta tôi đã sống ở anh gần bốn mươi năm rồi và tôi mong ước thực hiện một hành động để bày tỏ thiện chí của mình một việc làm sẽ không bao giờ bị lãng quên để thể hiện tình cảm thật lòng của tôi dành cho đất nước của ngài bức thư tiếp tục mô tả về món quà và được hắn ký là người bạn hèn kém của ngài. Dĩ nhiên, toàn bộ nội các vô cùng phấn khích. Các máy tính đang được lắp ráp ở chỗ say lờ dưới cảng Thailon, Cornwall. Cuối tháng này, chúng sẽ được vận chuyển bằng đường thủy xuyên quốc gia và vào ngày mùng 1 tháng 4 tại Viện Bảo tàng Khoa học ở London sẽ diễn ra một nghi lễ đặc biệt. Đích thân Ngài Thủ tướng sẽ nhấn nút thế là tất cả máy vi tính sẽ được kết nối với nhau, toàn bộ máy vi tính sẽ như thế. Và nhân tiện, đây là điều tối mật. Ông say lờ sẽ được trao quyền công dân, hình như đây là điều mà ông ta luôn luôn mong muốn. Tốt. Tôi rất vui mừng cho ông ta, Alex nói, nhưng mà ông vẫn chưa nói cho tôi biết tôi phải làm gì với chuyện này. Ông lân đưa mắt nhanh sang bà Jones lúc này cũng đã ăn xong trong lúc ông ta đang nói chuyện. Người phụ nữ này lại tiếp tục bóc một viên kẹo bạc hà khác ra, nhấm nháp. Hiện giờ, phân khu chuyên về các hoạt động đặc biệt của chúng tôi đang rất quan tâm đến sai lầm. Thật ra, chúng tôi nghi ngờ về sự thật tâm của hắn. Tôi sẽ không đi sâu vào tất cả các chi tiết. Alexa, à, dạ. chúng tôi đã tìm hiểu việc kinh doanh buôn bán của hắn hắn có những mối giao thiệp ở trung quốc và liên bang xô viết cũ những nước chẳng bao giờ là bạn của chúng ta cả chính phủ có thể nghĩ rằng hắn là một người thánh thiện nhưng thực chất bên trong hắn cũng có cả phần độc ác nữa đấy những hoạt động lắp ráp được bảo mật giết cảng thái lôn khiến chúng tôi lo lắng dù ít hay nhiều thì hắn cũng đang thiết lập một đội quân riêng các hoạt động của hắn dường như đang che giấu một điều gì đó không phải ai cũng lắng nghe chúng tôi ông blun khẽ khàng nói thêm đúng như vậy chính phủ đang nhiệt tình chuẩn bị chìa tay ra đón nhận những chiếc máy vi tính kia nên không thể lắng nghe chúng tôi đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định gài người của mình vào nhà máy làm như người phụ trách mạng bảo mật ấy nhưng thật ra công việc của anh là để mắt tới heron sailor bà đang nói về bác của tôi chứ gì Alex nói. Bác Lan Ryder có nói với cậu rằng bác phải đi lo một hợp đồng bảo hiểm. Thì ra là lại thêm một lời nói dối nữa, chỉ toàn là nói dối mà thôi. Đúng vậy, ông ấy đã ở đó ba tuần, và giống như chúng tôi, ông ấy không thể biết thêm được điều gì chính xác về Sailor. Trong những bản báo cáo đầu tiên của mình, Landrider mô tả hắn là một kẻ nóng tính và khó ưa nhưng cũng vào thời điểm đó, ông ấy cũng phải thừa nhận rằng mọi chuyện đều có vẻ tốt đẹp. Sản lượng sản xuất ra đều đúng theo kế hoạch đã định. Những công tác bão đều được hoàn thành mỹ mãn, ai cũng hài lòng cả. Nhưng rồi chúng tôi nhận được một lời nhắn, Ryder đã không thể nói nhiều vì đó là đường dây mở. Nhưng ông ấy có nói với chúng tôi rằng đã có nhiều chuyện xảy ra. Ryder đã khám phá ra một điều gì đó nên báo rằng không được để cho những công tác bão xuất đi, rằng ông ấy phải trở về London ngay lập tức. Lan Ryder rời khỏi cảng Talon lúc 4 giờ, ông ấy chẳng bao giờ chịu đi trên đường cao tốc, ngay cả vào lúc ấy, và rồi ông ấy bị phục kích tại một con đường làng tĩnh lặng ở thôn quê. Cảnh sát địa phương đã tìm thấy chiếc xe hơi, chúng tôi đã phải sắp xếp để mang được nó về đây. Alex lặng người đi, cậu có thể hình dung được sự việc. Một con đường làng ngoằn ngoèo với những hàng cây đang ở vào thời kỳ nở hoa. Chiếc xe BMW màu bạc rọi vào chúng khi đang vội vã phóng đi và tại gần một ngã rẽ nào đó, một chiếc xe hơi thứ hai đang đứng đợi. Tại sao ông lại kể với tôi tất cả những điều này? Cậu bé đột ngột cất tiếng hỏi. Điều đó chứng minh được những gì chúng tôi đã nói. Ông Plun trả lời. Chúng tôi nghi ngờ về Shailer, nên đã cử người đến theo dõi người nhân viên tốt nhất của chúng tôi. Ông ấy đã nhận ra một điều gì đấy nên phải kết thúc bằng cái chết. Có lẽ Ryder đã khám phá ra sự thật. Tôi không hiểu, Alice ngắt lời. Ông Shailer chỉ tặng những chiếc máy vi tính thôi mà. Ông ta chẳng kiếm được xu nào từ việc đó đâu. Ngược lại, ông ấy sẽ được tặng huy chương và quyền cả công dân Anh quá tốt rồi, ông ấy phải giấu giếm cái gì chứ? Chúng tôi không biết, ông Plân trả lời. Đúng là chúng tôi không biết thật, nhưng chúng tôi muốn tìm ra và phải thật sớm trước khi những chiếc máy vi tính này được xuất đi. Chúng sẽ được đưa lên tàu vào ngày 31 tháng 3, bà Jonet nói thêm vào. Từ giờ đến đó chỉ còn ba tuần thôi. Bà ta đưa mắt liếc nhanh sang ông Plân và ông ta gật đầu đó là lý do vì sao chúng tôi cần phải cử một người khác đến cản Tyloan, một người sẽ tiếp tục công việc ở nơi mà bác của cậu đã phải bỏ cuộc. Alice mỉm cười một cách khó khăn. Tôi hy vọng là ông không nghĩ đến tôi. Chúng tôi không thể cử một điệp viên khác được, bà Chonet nói. Đối phương đã bị lộ, hắn đã giết Ryder và hắn cũng sẽ đề phòng một người khác thay thế. Bằng cách này hay cách khác thì chúng tôi cũng phải đánh lừa hắn Chúng tôi phải cử một người mà người đó sẽ không bị chú ý Ông Blunt tiếp tục Người đó có thể quan sát rồi báo cáo lại cho chúng tôi mà không bị phát hiện Chúng tôi đã định đưa xuống đó một phụ nữ Cô ta có thể qua mặt bọn chúng trong vai trò của người quét dọn Hay là một người phụ bếp Nhưng rồi tôi lại có ý tưởng khác hay hơn Mấy tháng trước một trong các tạp chí máy vi tính có đăng tải một cuộc thi. Hãy là cậu bé hoặc cô bé đầu tiên sử dụng công tắc bão. Vui lòng đến cảng Thailand và gặp ông Heron Shiland. Phần thưởng có giá trị nhất đã thuộc về một bạn trẻ hình như là có khiếu thần đồng. Đó là Felix Lester, 14 tuổi, cùng tuổi với cậu. Cậu bé ấy trông cũng hơi giống cậu, người ta đang chờ cậu bé xuống cảng Tyron vào hai tuần tới. Khoan đã, chúng tôi đã thấy cậu dũng cảm một cách lạ lùng và tháo vát như thế nào rồi, ông Plun nói. Đầu tiên là bãi ô tô phế thải, đó là một cú đá karate phải không? Alice không trả lời câu hỏi nên ông Plun lại tiếp tục. Và sau đó là một cuộc kiểm tra nho nhỏ do chúng tôi sắp đặt để thử cậu ở ngân hàng. Cậu bé nào mà dám trèo ra ngoài cửa sổ của tầng thứ 15 để thỏa mãn tính hiếu kỳ, dĩ nhiên là một cậu bé đặc biệt. Quả thật điều đó đã cho tôi biết rằng cậu rất đặc biệt. Bà chôn Nệt đề nghị, điều chúng tôi mong muốn là cậu sẽ đến và làm việc cho chúng tôi. Chúng tôi có đủ thời gian để huấn luyện cho cậu một số kỹ năng cơ bản. Không phải là cậu có thể sẽ cần đến chúng và chúng tôi cũng sẽ trang bị cho cậu một số môn mà chúng tôi cho là sẽ giúp ích được cho cậu. Sau đó, chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu thay thế chỗ của cậu bé kia. Chúng tôi sẽ đưa cậu bé đó đến Ron hay một nơi nào đó khác, tặng cho cậu ấy một kỳ nghỉ hè xem như là phần thưởng an ủi vậy. Còn cậu sẽ đến tập đoàn Siler vào ngày 29 tháng 3. Đó là ngày người ta đón chào cậu bé Lester. Cậu sẽ ở đó đến ngày 1 tháng 4 cũng là ngày tổ chức nghi lễ. Việc tính toán thời gian này không thể tốt hơn được nữa. Cậu sẽ được gặp Heron Shiler để mắt đến hắn, và kể cho chúng tôi nghe những gì cậu nghĩ. Có thể cậu cũng sẽ tìm ra được cái mà bác của cậu đã khám phá, và vì nó mà ông ấy phải thiệt mạng. Cậu sẽ không bị bất kỳ mối nguy hiểm nào đâu. Ai mà có thể nghi ngờ một cậu bé 14 tuổi làm điệp viên kia chứ? Tất cả điều chúng tôi yêu cầu ở cậu là phải báo cáo lại cho chúng tôi, ông Plun nói. Từ giờ tới ngày mùng 1 tháng 4 chỉ có 3 tuần thôi. Đó tất cả là những gì chúng tôi yêu cầu, 3 tuần trong quỹ thời gian của cậu, một cơ hội để tin chắc rằng như chiếc máy vi tính đó là thứ cần phải xóa sổ, một cơ hội để cậu phục vụ tổ quốc của mình. Ông Plun đã ăn xong, đĩa của ông ta sạch trơn như thể trên đó chưa từng có miếng thức ăn nào vậy. Ông ta để dao và đĩa xuống, đặt chúng nằm cạnh nhau. Được rồi, Alex, ông ta tiếp tục. Giờ thì cậu cho biết ý kiến đi. Một sự im lặng kéo dài. Alex đặt dao và nĩa của mình xuống. Cậu đã không ăn bất cứ thứ gì. Ông Blunt vẫn đang chờ đợi cậu với mối quan tâm rất lịch sự. Còn bà chua thì đang bóc một viên kẹo bạc hà khác. Đôi mắt đen của bà ta có vẻ như chỉ tập trung vào mẫu giấy nhăn nhúm đang nắm trong tay. Không, Alex trả lời. Gì cơ? Đó là một ý tưởng ngớ ngẩn. Tôi không muốn làm điệp viên. Tôi muốn chơi bóng đá. Dù sao chăng nữa, tôi cũng có cuộc sống riêng của mình. Cậu bé nhận thấy việc chọn lựa những từ ngữ để nói ra sao cho chính xác thật khó khăn. Toàn bộ chuyện này thật lố bịch đến mức cậu suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Sao các người không bảo Felix Lester tìm hiểu đi? Chúng tôi không tin là cậu bé ấy cũng thao vát như cậu. Ông Plunk trả lời. Cậu ta chắc chắn là phù hợp hơn với mấy cái trò chơi vi tính ấy. Alice lắc đầu. Tôi xin lỗi. Chỉ là vì tôi không thấy hứng thú chút nào. Tôi không muốn dính líu vào vụ việc này đâu. Thật là đáng tiếc ông plon thốt lên giọng nói của ông ta vẫn không chút thay đổi nhưng ngôn từ lại trở nên nặng nề và khô khan cả con người ông plon bỗng trở nên khác lạ suốt bữa ăn ông ta đã luôn tỏ ra lịch sự tuy rằng không hề thân thiện nhưng chỉ ít vẫn mang một chút tình cảm nào đó thế mà chỉ trong chốc lát thôi điều đó đã hoàn toàn biến mất alice có cảm giác như các hành động giả tạo đã bị trôi sạch phần tình cảm con người trong ông ta đã bị cuốn phăng đi rồi. Tốt hơn là bây giờ chúng ta nên bàn lại đến tương lai cậu. Ông Blunt tiếp tục câu chuyện. Dù cậu có muốn hay không, Alice ạ, à, nhưng Rojan và General bây giờ là người giám hộ hợp pháp của cậu. Tôi nhớ là ông đã bảo rằng Rojan và General không hề tồn tại kia mà. Ông Blunt phớt lờ đi và nói. Dĩ nhiên, Landrider để lại nhà cửa và toàn bộ tiền bạc cho cậu thế nhưng ông ấy đã ủy thác cho đến khi cậu 21 tuổi và chúng tôi đã nhận lãnh sự ủy thác này do vậy tôi e là sẽ phải có nhiều thay đổi cô gái người Mỹ hiện sống với cậu Jack cô Starkbride visa của cô ấy đã hết hạn cô ấy sẽ phải quay lại về Mỹ chúng tôi dự định đưa căn nhà ra bán thật không may cậu lại chẳng có người thân nào được chuẩn bị để đứng ra chăm sóc cho mình cả. Vì thế tôi lấy làm tiếc rằng điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ phải thôi học ở Brooklyn. Cậu sẽ được đưa tới một tổ chức từ thiện. Tôi có biết một nơi nằm ngoài Birmingham, nhà thờ Thánh Elizabeth ở South Bristol, không phải là một nơi dễ chịu lắm, song tôi e là không còn có sự lựa chọn nào khác nữa. Ông đang hăm dọa tôi, alex kêu lên không hề nhưng nếu tôi đồng ý làm theo những gì mà ông yêu cầu ông blun liếc mắt sang bà jones hãy giúp đỡ chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp đỡ lại cậu bà ta trả lời alex đã cân nhắc nhưng không lâu lắm cậu bé không còn sự lựa chọn nào khác và cậu biết như vậy khi mà những con người này đang nắm giữ tiền bạc của cậu cuộc sống hiện tại của cậu và cả toàn bộ tương lai của cậu nữa Các người có nói đến việc huấn luyện Cậu bé lên tiếng Bà Joneth gật đầu nói Hai tuần nữa Felix Lester sẽ được chào đón ở cảng Talon Chúng ta không còn nhiều thời gian Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi đưa cậu đến đây Alexa Đây là một trung tâm huấn luyện Nếu cậu chấp nhận những gì chúng tôi muốn chúng ta có thể bắt đầu ngay Bắt đầu ngay Alex thốt ra ba từ này mà chẳng hề thích thú gì các âm thanh của nó. Ông Blun và bà Jonet đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Alex thở dài. Vâng, được rồi. Xem ra chẳng có vẻ gì là tôi có nhiều lựa chọn cả. Cậu bé nhìn thoáng qua những miếng thịt cừu nguội ngắt trên đĩa của mình. Những miếng thịt ta không còn ăn được nữa. Vậy mà bỗng chợt, cậu lại cảm nhận được hương vị của chúng.